Nguyên Phi Ỷ Lan là người phụ nữ được nhắc đến nhiều nhất và là người phụ nữ quyền lực bậc nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam. Bà đã hai lần nhiếp chính dưới hai triều vua Lý, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông, góp phần đem lại thái bình, thịnh trị cho đất nước. Bên cạnh đó, Nguyên Phi còn đặc biệt quan tâm đến phát triển Phật giáo, làm việc thiện, xây chùa và nghiên cứu về đạo Phật, góp phần an dân, trị quốc. Tính đến năm 1115, Nguyên Phi đã cho xây cất 150 ngôi đền chùa nhằm quy tụ, giáo dục con dân. Trải dài theo thời gian, những công trình do Nguyên Phi cho xây cất hầu hết đã trở thành những di tích rất có giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc, để lại những giá trị vật thể, phi vật thể cho muôn đời con cháu mai sau. Đền Ghênh ở thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, quê hương của Nguyên Phi, là một di tích điển hình. Nơi mà các nhân vật lịch sử giữ vai trò lớn, quân chủ, trưởng thượng của đất nước, sau khi họ về cõi vĩnh hằng, họ hóa đi đấy, thì cái chỗ ở đó vốn là cung đình thì được biến thành đền thờ. Cho nên bây giờ đền vua Lê Đại Hành đấy, là nơi ở của ngài ở vào thế kỷ 10. Đền vua Đinh là cái cung điện mà Đinh Tiên Hoàng đã ở đấy, nhưng bây giờ đấy biến thành đền thờ. Đền Ghênh cũng là thế, nơi ở của Hoàng Thái Hậu Nguyên Phi Ỷ Lan. Sau khi bà viên tịch về cõi vĩnh hằng, về cõi Phật, thì được biến cái nơi ở có kiến trúc cung đình trở thành ngôi đền, và đó là đền Ghênh. Đền Ghênh tọa lạc ở phía tây thôn Ngọc Kinh, xưa kia gọi là Ghênh Sủi, thuộc xã Như Kinh, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc, nay là thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tương truyền, đền được xây dựng trên vùng đất Đế Vương Rồng Quỳ quy phục. Đền được xây dựng năm Ất Mùi 1115, trải qua gần 1000 năm với biết bao thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của chiến tranh. Mặc dù không còn nguyên vẹn như xưa, song những cổ vật hiện vật của một ngôi đền cổ kính, dấu tích của người phụ nữ quyền lực bậc nhất Việt Nam thời phong kiến, nơi ghi nhớ công lao của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, vẫn được người dân nơi đây bảo vệ, lưu giữ, đã và đang trở thành điểm đến, một địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn trên quê hương xứ Nhãn. Dạ thưa cụ, là ngay sau khi bước vào trong cổng đền thì chúng cháu có thấy là có một phiến đá khá là lớn được đặt ở giữa sân. Vậy thì phiến đá này được đặt ở đây có ý nghĩa và mục đích là gì ạ? Chúng tôi được các cụ kể xưa kể lại, sau khi mẫu trở về già, là mẫu về đây mẫu xây dựng cái thủy lâu đài, là từ ngày 12 tháng 3. Đồn rằng hội gióng vui thay, vui vì vui vậy không tẩy hội Ghênh. Hội Ghênh có đá sạch sàng, có sông tắm mát, vua quan chảy về, có nghĩa là vua quan chảy về đều ngự ở đây mà vào tế lễ trong cung của bà. Qua cổng đền uy nghi lộng lẫy, trên đường đi vào có phiến thạch sàng. Dưới thời phong kiến, phiến thạch sàng là nơi để cho các quan lại trong triều đứng chầu chờ đến lượt vào tế lễ dâng hương tưởng niệm Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Để đi vào đền phải đi qua chín bậc, hay còn gọi là cửu trùng, mới lên được tòa tiền tế. Hai bên có hai con rồng được làm bằng đá cẩm thạch, chạy từ trên đền xuống sân chầu ra ngoài. Ở cửa lên xuống có hai phộng đá quỳ khoanh tay, đánh dấu sự quy hàng của vua Chiêm Thành. Cụ có thể cho biết là ngôi đền này xây dựng theo một nối kiến trúc nào không ạ?
Ngôi đền này được xây dựng theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc. Đây bây giờ đang là cái sân phẳng này. Trước đây nó là cái tiền đường của tòa Thủy Lâu Đài. Đấy. Chín gian ngoài này bằng như là chín gian ở phía trong, là ba gian chùa, ba gian giữa và ba gian tứ trụ này là bằng nhau. Thế là, và nối hai bên là có bên này có giải vũ, bên kia có giải vũ, thì là nó hình thành chữ quốc. Còn bên trong có cái ông múa đấy thể hiện đấy là chữ công, đấy là nối theo thế. Cái đền này được trùng tu năm 1620, thế đến năm 1889 nghĩa quân bãi chạy về đóng quân để chống Pháp. Thế thì Pháp nó tấn công, nó đốt mấy cái tiền đường này, tức là cái tiền tế này, đốt mất hẳn đi. Cho nên thời kỳ mà đánh Pháp lần thứ nhất, tức là do ông Tuần Vân có về đây, đóng quân ở đây và sau đó bị quân Pháp bao vây và đánh chiếm không được, thì lúc bây giờ quân Pháp là có đốt, tức là chất củi đốt phần đền. Cho nên khi đó là đền đã bị cháy mất một phần. Đấy là lần thứ nhất. Lần thứ hai là năm 1953 thì quân Pháp đóng quân tại Bốt Cầu Ghênh có về đây, cái tiểu đoàn cơ động có về đây đóng tại đình đây, và sau đó thì đánh nhau với lại quân Việt Minh và đền đã bị phá hại lần hai. Thì lúc bấy giờ là nhân dân là rước tượng bà Ỷ Lan lên gửi tại đền Dương Xá. Thì sau này cuối cùng cho đến năm 1989 thì nhân dân ở địa phương đây có phục dựng lại ngôi đền này. Cho nên đến 16 tháng 9 năm 89, tức là năm Kỷ Tỵ, thì chúng tôi rước được tượng bà về trên đây, tức là triều đình nhà Lý đã được trời xe duyên. Bước qua tòa tiền tế là thêu hương. Thêu hương được thiết kế nối liền với tòa bái đường. Bên trên tòa bái đường có bức hoành phi với ba chữ lớn Thiên Cổ Nguyệt, dịch nghĩa là đã có nghìn năm. Tòa bái đường dài 25,5 mét, rộng 6 mét, chia làm 3 phần gồm 9 gian. 3 gian phía bên trái thờ tứ ổi là 4 vị cận thần của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. 3 gian bên phải phía bên ngoài có đề dòng chữ Tư Kính Tự, dịch nghĩa là chùa Tư Kính. Đây chính là nơi phụng thờ và là nơi nghiên cứu Phật Pháp và tu tại gia của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Ba gian chính giữa của tòa bái đường nối liền với hậu cung. Ở chính giữa có bức hoành phi với 4 chữ lớn Ngọc Địa Trung Linh. Hậu cung ở phía sau được xây dựng theo hình vuông với diện tích 8,5 x 8,5 mét. Đây là cung cấm, nơi ở của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan khi bà còn sống. Sau khi bà mất, đây là nơi đặt tượng thờ của bà và tượng của 6 vị công nhân đứng chầu hầu hạ Thánh Mẫu, nên gọi là cung cấm hay còn gọi là đền cấm. Bên trên cung cấm có bức đại tự với 4 chữ lớn Mẫu Nghi Thiên Hạ. Hai bên cột có đôi câu đối của cụ Cao Bá Quát viết tặng ngôi đền: Nhất bát thượng tiền duyên, trường ký cố hương Tư Kính Tự. Bát lăng thành quá mộng, bất chi hà sứ thượng Dương Cung. Được dịch nghĩa là một mối tiền duyên còn ghi mãi, cố hương chùa Tư Kính, tám lăng trải cõi mộng, chẳng biết cung thượng Dương nơi đâu. Ngưỡng trượng thánh tử chư thiên nam đệ nhất, Ninh thần chi vô nhị thánh, tắc vô sanh hiệu hình, dung ư tinh đầu. Đền thì còn giữ lại hai bản sắc phong, một bản sắc phong thời Cảnh Tịnh năm thứ tư và một bản sắc phong đời Cảnh Hưng năm thứ 18. Ca ngợi bà là Như Lai xuất thế, thánh tổ duyên sinh, giáng phàm trần vi lý thái hậu, ư lý triều thiên nam đệ nhất. Thì ta thấy là trong cái bản sắc phong ấy thì đều là nói về công đức của bà. Bà là người tài đức vẹn toàn và bà hiện tại là đội cái mũ thất Phật chứ không phải là đội mũ của triều đình. Vì bà đã là người tu thành Phật rồi, bà là nhất của nước Nam lúc bây giờ. Tại vì bà nghiệp chính thay chồng thay con, và nhất là thời kỳ thay con thì ta thấy là cuối cùng gần như là trị vì đất nước và làm yên tất cả trong cái nội bộ của triều đình. Thưa cụ, thì không biết trụ đá này đã có từ bao giờ và mục đích và ý nghĩa của nó là như thế nào ạ?
Đây là cái trụ đá ta gọi là Đài Kính Thiên. Tức là năm 1116, khi Hoàng Thái Hậu Yến Nam cùng với Thái úy Lý Thường Kiệt cùng lãnh đạo nhân dân Đại Việt đánh bại quân Tống trên dòng sông Như Nguyệt, thì bà có dựng lại cái Đài Kính Thiên này để tạ ơn trời đất đã giúp cho nhân dân Đại Việt và triều đình nhà Lý. Theo các cụ cao niên ở địa phương, đây là mảnh đất đế vương Rồng Trầu quy phục. Phía sau đền có hai hồ nước, xưa kia gọi là Mi Rồng hay còn gọi là Hai Mắt Rồng. Toàn thể khu đền là một kiến trúc liên hoàn với diện tích 786 m². Trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của chiến tranh, nhiều hạng mục của công trình đã bị phá hủy không còn nguyên vẹn, nhiều đồ tế tự bị thất lạc hư hỏng. Nhưng những gì mà nhân dân Ngọc Quỳnh còn lưu giữ được như tượng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan được gửi tại đền Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội năm 1953 và những hạng mục đá như phiến thạch sàng, Đài Kính Thiên hay bia đá cổ còn lưu giữ được là những cổ vật, hiện vật rất có giá trị về lịch sử, nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, ngày 29 tháng 3 năm 1993, đền Ghênh đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2015, nhà nước đã cử một đoàn khảo cổ về thám sát tại khu di tích đền Ghênh và phát hiện ra nhiều cổ vật có niên đại từ thời Lý thế kỷ 11 đến thời Lê thế kỷ 18 như phù điêu uyên ương, chân cột đá chạm hoa sen, các mảnh gốm vỡ. Đó là những cơ sở minh chứng về những giá trị đặc sắc về vật thể và phi vật thể tại đền Ghênh đang trường tồn cùng thời gian. Với khuôn viên diện tích của đền Ghênh cũng 7.000 m², thực hiện cái chủ trương của tỉnh ủy cũng như huyện ủy Văn Lâm về coi như là phát triển du lịch tâm linh, thì chúng tôi cũng đã tham mưu với cơ quan các cấp là hiện nay đang làm bản quy hoạch mở rộng thêm 2,5 hectare. Nếu sau khi được các cấp chính quyền phê duyệt thì tổng diện tích khuôn viên của chúng tôi sẽ là trên 3.000 hectare. Năm 2005, sau khi đã trùng tu tôn tạo di tích lịch sử đền Ghênh, huyện Văn Lâm, thị trấn Như Quỳnh và bà con nhân dân thôn Ngọc Quỳnh đã trọng thể tổ chức lễ rước tượng Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan từ đền Dương Xá Gia Lâm Hà Nội trở về đền Ghênh và tổ chức lễ hội theo đúng với nghi thức truyền thống. Theo cổ truyền, mỗi năm nhân dân địa phương tổ chức 2 lần lễ hội để tưởng niệm Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Lần thứ nhất là tổ chức vào tháng 3 âm lịch. Tục truyền, kỳ lễ hội này được tổ chức mừng sinh nhật của Ỷ Lan Hoàng Thái Hậu ngày mùng 7 tháng 3 năm Giáp Thân 1044 và khánh thành Quà Thủy Lâu Đài ngày 13 tháng 3 năm Ất Mùi 1115. Lần thứ hai tổ chức vào ngày 25 tháng 7 âm lịch là ngày mất của bà. Trong lễ hội có phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm gồm tế lễ, rước nước truyền thống. Phần hội bao gồm biểu diễn nhạc cung đình, các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chục nô tỳ thả tự do, nên chồng nên vợ, việc nhà vuông thu. Lệnh truyền giảm thuế xá tô, châu cày cấm giết, ruộng bờ dâu xanh. Chỉnh đốn nội các mạnh lành, trung thần trọng dụng, trị thanh gian tà. Thôn quê rừng núi mọi nhà, ô ca chăm họ, thái hòa muôn dân. Vâng, kính thưa quý vị, từ một cô thôn nữ hái dâu nuôi tằm, nhờ có cơ duyên mà Lê Thị Khiết đã một bước tiến lên vị trí mà bao người hằng mong ước, đó chính là ngôi phi của Hoàng thượng. Sau khi trở thành vợ của vua, bà đã 2 lần nhiếp chính. Nhờ tài đức và thông minh hơn người, bà đã giúp cho triều đình nhà Lý không chỉ tồn tại mà còn phát triển hưng thịnh. Đền Ghênh, một ngôi đền cổ linh thiêng được tọa lạc tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, quê hương của Nguyên Phi Ỷ Lan. Và đó cũng là nơi chứa đựng những cái tâm, cái tầm của người phụ nữ quyền lực thời phong kiến Việt Nam. Hoàng Thái Hậu, Nguyên Phi Ỷ Lan.